công ty Phúc Hoàng Ngọc quyết định tặng cho một ngôi nhà tại dự án Green Home. Và món quà này là sự tri ân của doanh nghiệp cũng như người hâm mộ Đà Nẵng với ông Park vì những cái sự đóng góp của ông cho nền bóng đá Việt Nam, với mong muốn rằng ông Park sẽ đến sinh sống tại Đà Nẵng, thêm nhiệt huyết và ngọn lửa đam mê của bóng đá cho những người hâm mộ nơi đây. Ngày hôm nay tôi và giám đốc Linh đã trở thành những người bạn thân thiết. Xin cảm ơn.